Chào tất cả các bạn, và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu chương trình du học Singapore nhận bằng kép tại trường ở Curtin. Đây là trường nằm trong top 3% các trường đại học tốt nhất trên thế giới. Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn thông tin về trường đại học Curtin Singapore. Đây là trường là cơ sở đào tạo của đại học Curtin Úc. Sinh viên học tại Curtin Singapore thì ngoài tiết kiệm được là 40% học phí so với du học tại Úc, thì bạn còn tiết kiệm được chi phí sinh hoạt nhờ thời gian học liên tục, kỳ nghỉ ngắn giữa các khóa học thay vì nghỉ hè dài tại Singapore. Và hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương, để được nhận nhiều học bổng hấp dẫn từ trường. Tân Đại Dương thì tư vấn du học hàng đầu tại Việt Nam, tư vấn tận tình chu đáo, là địa chỉ đáng tin cậy của các phụ huynh và học sinh khi có nhu cầu đi du học. Được thành lập năm 1968, trường đại học công nghệ Curtin Úc là trường đại học công lập lớn nhất ở Tây Úc và nằm trong top là 3% các trường đại học tốt nhất trên thế giới. Trường có cơ sở đặt tại Sydney, Perth của Úc và chi nhánh tại Malaysia và Singapore. Trường đại học Curtin Singapore thì nằm ở trung tâm Singapore với cơ sở vật chất được đầu tư hơn 40 triệu đô la Singapore, bao gồm 40 lớp học, 10 giảng đường lớn với hơn 1.800 sinh viên đang theo học. Thư viện của trường thì được kết nối trực tiếp với thư viện của Curtin Úc. Đội ngũ giảng viên của trường luôn được hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên quốc tế trong quá trình học tập, định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường. Sinh viên theo học tại trường Curtin Singapore thì được nhận bằng tương đương khi du học tại Úc. Sinh viên có thể chuyển tiếp sang các cơ sở đào tạo của Curtin Úc với thủ tục visa đơn giản. Và điểm nổi bật của trường đó là đây là trường lớn nhất ở phía Tây Úc. Các khu học xá tại Tây Úc, Sydney, Singapore và Malaysia thì cơ hội chuyển tiếp là dễ dàng. Và ngành học thì theo sát với các ngành nghề liên quan. Chương trình kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Chương trình Anh văn của trường thì dành cho những cái bạn chưa đủ điều kiện Anh văn hay là muốn nâng cao trình độ Anh văn của mình. Và thông tin về mức học phí, thủ tục hồ sơ như thế nào thì các bạn có thể là liên hệ tới đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, theo địa chỉ quận 1, quận 5, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số hotline 0838484879 hoặc là 0838382080 để gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn Singapore của Tân Đại Dương hỗ trợ cho bạn.